À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với nhận định thị trường ngày 30 tháng 3 năm 2022. Thì các anh chị đã đến với kênh của mình thì chắc chắn là các anh chị cũng thấy là cái kênh của mình cái cách thức tiếp cận, chia sẻ thông tin về chứng khoán và thị trường cũng rất là khác biệt. Hoàn toàn khác biệt so với tất cả những kênh chứng uh, khoán trên thị trường bởi vì nó định lượng, rõ ràng, các anh chị hoàn toàn có thể đo lường và kiểm chứng được. À, thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, thị trường tiếp tục trong cái xu hướng lên và đây là các cổ phiếu kim cương thì anh chị có thể thấy là các cổ phiếu kim cương ngày hôm nay thì giống hệt là ngày hôm qua không có gì thay đổi cả bởi vì đây là những cổ phiếu cũng rất là mạnh trên thị trường à, thì trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị và các bạn đã like và share video để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới à, thì anh chị có thể nhìn thấy đây là cái đi về thị trường chung trước thì đây là cái đồ thị của vn index thì các anh chị nhìn thấy là với những cái nhận định của kênh thì các anh chị có thể xem ở đây mình đã zoom to rồi rất là rõ hàng ngày những cổ phiếu nào kim cương mình đều cho nổi ra ngoài ngoài này luôn để các anh chị có thể nhìn được trong đó các nội dung phân tích thì phía bên trong Tuy nhiên là các cái mình luôn luôn duy trì một cách nhận định rất là ổn định nhé về khi nào các anh chị giữ cổ phiếu khi nào mà chúng ta ở ngoài thị trường và khi nào chúng ta quay lại đấy thì anh chị có thể nhìn rất là rõ và gần như các cổ phiếu kim cương nó nằm im giá trị ở đây và anh chị hoàn toàn có thể kiểm chứng định lượng đo lường kiểm chứng mình thì không nhằm mục đích phím hàng nhưng mình muốn chia sẻ với các anh chị một cái cách tiếp cận đầu tư thực sự là hiệu quả và khác biệt với 90% những nhà đầu tư thất bại trên thị trường chứng khoán thì đây là một cách tiếp cận rất là khác. Nó chỉ nằm trong 10% những nhà đầu tư mà có khả năng chiến thắng được thị trường thôi anh chị nhé. Nếu chúng ta mà cứ luẩn quẩn theo cái cách phân tích giống như các anh chị vào các cái uh, Zoom vào các cái bản tin nghe ngóng những cái tin tức về doanh nghiệp về 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 cổ phiếu hoặc là các anh chị bị sợ hãi hoặc là các anh chị bị hoảng loạn hoặc là các anh chị có những cảm giác tham lam hoặc thấy đâu đó rằng người bạn của mình sẽ chia sẻ cho mình những cơ hội kiếm tiền bằng những cái thông tin nội gián hoặc thông tin mật thì xin lỗi là không bao giờ chúng ta kiếm tiền ở trên thị trường chứng khoán thì trở lại đây anh chị có thể thấy là cái ngày mà mình nhận định là thị trường trong cái xu hướng rơi ngắn hạn là ngày mùng 8 tháng 3 và sau đó cái ngày mà mình nhận định thì quay lại thị trường là ngày 17 tháng 3 anh chị có thể xem lại kênh để các anh chị có thể kiểm chứng lại nhé và đây là các cổ phiếu kim cương hàng ngày như anh chị nhé thì à, à, kể từ cái ngày 17 tháng 3 chúng ta nhận định thị trường quay lên quay lại hồi lại một cái nhịp hồi và chúng ta cái chiến lược là chúng ta mua giải ngân thăm dò và tăng dần hiện nay chúng ta vẫn trong cái chiến lược là vẫn trong cái nhận định là thị trường trong cái xuống lên anh chị nhé mặc dù là phiên hôm qua là một cái phiên rũ bỏ rất nhiều anh chị là hỏi là tình hình ra sao các hoạt động bắt bớ ảnh hưởng thế nào nhưng mình vẫn nhận định theo cái cách ở đây là hoàn toàn là đồ thị hành vi cái đồ thị này nó là hành vi của nhà đầu tư lớn và nó là tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì khi chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ đọc được ra cái đó để chúng ta có cái sự tự tin cũng như quản lý các cái cổ phiếu kim cương để chúng ta có cái, những cái định hướng thì với cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó là một phiên mua vào và nó tiếp tục củng cố cho cái nhận định của chúng ta là thị trường đang trong cái xu hướng đi lên đấy chị nhé không có gì khác biệt cả Đây là số lượng cổ phiếu tốt cũng tiếp tục nở ra rồi phiên hôm qua thì có cái sự sợ hãi Tuy nhiên hôm nay tiếp tục số lượng cổ phiếu tốt đã quay lại Và điểm số trung bình thì tăng 1,3% rất là mạnh Thì chúng ta nhận định là thị trường trong xu hướng đi lên Nắm giữ cổ phiếu, xem xét có thể mua bổ sung cổ phiếu Ok anh chị nhé, đây là rõ ràng về mặt thị trường Thứ hai là về mặt nhóm ngành nghề thì anh chị đây là các cái nhóm ngành mà mạnh hơn thị trường chung thì ở đây thì mình phân tích chứng khoán để chọn cổ phiếu Với cái cách ở đây thì nó chỉ là toán học lớp 4 thôi nha anh chị nhé Nó chỉ là toán học lớp 4 thôi Chúng ta tìm cái giai đoạn thị trường chung đi lên Tìm những cái nhóm ngành mạnh nhất Và chúng ta tìm những cổ phiếu mạnh nhất Nó đơn giản có vậy thôi Thì đây là các cái nhóm ngành mạnh thị trường chung Như, như bán lẻ này, bất động sản này, hỗ trợ kinh doanh phần cứng này Phần mềm này, vận tải này, dược phẩm, hóa chất này, nông sản này Thiết bị dịch vụ dầu mỏ này, xây dựng này, vận tải biển và xây lắp đây là nhóm ngành chính thì những cái nhóm ngành nào đang mạnh trên thị trường chung và các anh chị sở hữu những cái cổ phiếu mạnh nhất thuộc những cái nhóm ngành nghề mạnh nhất này thì chúng ta có cơ hội chiến thắng ok thì đây là cái các cổ phiếu kim cương thì mình cũng nói thường xuyên với các anh chị rồi đây là chia làm hai cái màu xanh này nhé đây là các cổ phiếu kenslim dòng tiền đây là cổ phiếu viết đây dòng tiền thì các cái cổ phiếu kenslim dòng tiền là những cái cổ phiếu mà nó là cổ phiếu rất là mạnh các cổ phiếu kim cương kenslim trên nền và thuộc các cái nhóm ngành thì tốt thì các anh chị nắm giữ những cổ phiếu kim cương này thì các anh chị cứ nắm giữ chặt thôi trừ khi cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta có thể lưu ý chúng ta bán sớm hoặc là vi phạm các nguyên tắc bán thì chúng ta sẽ bán ra còn không thì các anh chị cứ nắm giữ cho im cho mình nha các anh chị rất nhiều anh chị nắm giữ một cổ phiếu lỗ rất là dễ nhưng nắm giữ một cổ phiếu lãi cực khó đúng không bởi vì các anh chị chưa nghiên cứu các cái đặc điểm của các cổ phiếu thành công mà chúng ta áp những cái suy nghĩ cảm tính những cái suy nghĩ cực kỳ bản năng do vậy là chúng ta không bao giờ kiếm được những cái lợi nhuận ba bốn chục năm chục sáu chục phần trăm đối với một cổ phiếu các anh chị có thể dễ dàng nắm giữ một cổ phiếu lỗ nhưng mà không nắm giữ được một cổ phiếu lãi thì anh chị có thể tạm dừng cái đoạn này lại thì đây là các cổ phiếu kim cương nhá anh chị nhớ rất là đẹp có một cổ phiếu mạnh nhưng mà không thuộc nhóm ngành mạnh thì là ok các anh chị nắm giữ đấy trong các cổ phiếu kim cương này thì hôm nay chúng ta có thể mua được mã nào thì anh chị có thể mua được một số mã sau ví dụ như BWE, DCM, HAX, TNG và GIL đây là những cổ phiếu khá là gần nền anh chị nhé ngoài ra nhóm cổ phiếu viết đây dòng tiền thuộc các cái nhóm ngành mạnh tuy nhiên là chưa vượt nền thì đây là các cổ phiếu cũng thuộc nhóm 2 mà nhóm 3 thì các anh chị có thể nắm giữ được anh chị nhé để các anh cổ phiếu này chị có thể nắm giữ được đó thì mình sẽ trở lại đây mình sẽ lướt trên đồ thị cho các anh chị các anh chị cũng thấy là gần như các cổ phiếu kim cương nó rất là ổn định như không sự thay đổi gì cả. Nếu các anh chị nhìn vào cổ phiếu Kim Cương của ngày hai chín với ngày ba mươi ngày hôm nay không có một sự thay đổi nào cả, bởi vì tất cả những cổ phiếu này vẫn đang hoạt động rất ok, rất ok nhé anh chị nhé. Đây thì mình sẽ trở lại đây để mình lướt đồ thị cho các anh chị xem. À, rất nhiều anh chị sẽ hỏi và muốn cho ý kiến về rất nhiều cổ phiếu, nhưng mà ở đây thì mình sẽ có hai cái cách tiếp cận, có hai cách tiếp cận nhé. Cách tiếp cận là chúng ta sẽ gần như là chúng ta xem toàn bộ thị trường, đúng không ạ? Chúng ta tìm kiếm những cổ phiếu có tin tức hoặc có, có cái gì đấy các cách thông thường các anh chị hay làm như vậy đặc biệt các anh chị thích những cổ phiếu giảm giá nhưng mà đây thì mình là đi theo góc độ toán học chúng ta tìm những cổ phiếu mạnh nhất thuộc những nhóm ngành mạnh nhất và là những cổ phiếu anh thấy anh chị thấy cổ phiếu kim cương nó không phải là kim cương ngày hôm nay ngày hôm qua mà nó kim cương từ cái ngày mùng 10 tháng 2 đúng không anh chị thấy nó kim cương từ mùng 10 tháng 2 sau một cái nhịp mà nó tích lũy lại nó tiếp tục kim cương đó thì đây là một cổ phiếu rất là mạnh này xứng đáng nắm giữ anh chị nhé pet nó khá xa nền rồi chúng ta không mua nữa như yes, nắm giữ FLT ok này chạy rất là tốt nắm giữ DGW ok nắm giữ phiên bán ra này nay không ảnh hưởng gì cả PD ok nắm giữ nay các anh chị có thể mua được MWG là cổ phiếu khá là ok các anh chị có thể hôm nay các anh chị cũng có thể mua được nhé nay cũng có thể mua được NVT là cổ phiếu nó chạy rất là mạnh. Cổ phiếu này các anh chị có thì giữ còn không mua được các anh chị nhé, bởi vì thanh khoản nó rất thấp. OGC, đúng không? Cái OGC các anh chị thấy là nó xuất hiện từ những cái ngày đầu rồi cơ. Ôi ừ, OGC các anh chị xem thấy là mình đang hướng dẫn các anh chị mua từ năm giữa từ cái ngày mà mười mấy đây nhé. Từ ngày 18 tháng 3 tức là ngày 17 tháng 3 định những ngày 18 đấy. Các anh chị nhé, đúng không? FRT OGC này. SKG này. VHC, này, HTG và C4G đều là những cổ phiếu rất là tốt Tất nhiên là sẽ có những cổ phiếu yếu đi Ở đây thì bản thân là các anh chị cũng lưu ý nhé Với phương pháp giao dịch của mình ấy, Các anh chị chọn 10 cổ phiếu Các anh chị chỉ cần đúng 5 cổ phiếu thôi Miễn là 5 cổ phiếu đúng các anh chị cho lợi nhuận là 30-40% Và 5 cổ phiếu lỗ thì các anh chị cắt lỗ hoặc là các anh chị thanh lý Ở cái mức lỗ tối đa không quá 5-6-7% Mà rất nhiều cổ phiếu gần như có những cái nhịp sóng mình mua Không có cổ phiếu nào lỗ đến 5% Thậm chí là không có một cổ phiếu nào lỗ luôn có những cổ phiếu mình thấy nó không ổn, mình bán, mình thanh lý thôi. Nhưng gần như là cái số lượng cổ phiếu mà bị lỗ rất là ít, rất là ít. Chúng ta không thể chắc chắn 100% nhé, được là thành công nhé, không ai làm được việc đấy cả. Chúng ta chỉ là những người đầu tư theo cái cách gọi là cực kỳ toán học, cực kỳ toán học. Thì đây là một cách tiếp cận rõ nét, định lượng. Các anh chị có thể hoàn toàn chúng ta đo lường được ở các cái nhịp sóng trước. Với cái phương pháp của mình, mỗi một cái nhịp sóng như thế này này chị này. Đây là một cái nhịp sóng mà NAV của các anh chị hoàn toàn có thể tăng được 30%. Riêng cái nhịp sóng này mình mua có một số cổ phiếu mà nó cũng tăng được khoảng 15% rồi, anh chị nhé. Đấy. TG, ok nhé các anh chị nắm giữ nhé. Đấy, DG, DG, thì khá là gần nền, thậm chí các anh chị vẫn có thể mua được tiếp, nắm giữ ok. FPT là cổ phiếu là điểm mua bùng nổ ngày hôm qua. Thì uh, hiện nay thì nó xa nền rồi, chúng ta sẽ không mua được nữa, khá là xa nền. Tuy nhiên các anh chị có thì nắm giữ thì ok. Mình mua ở phiên ngày hôm qua. Bích là cổ phiếu. Mặc dù nó chạc nó không phải đẹp. Nhưng mà các anh chị nắm giữ vẫn ok nhé. Nó vẫn hoàn toàn có thể đi lên được. BWE là cổ phiếu. Hôm nay chúng ta có thể mua được anh chị nhé. Có thể mua được. TDM hôm nay cũng có thể mua được. Và nắm giữ ok. GMD ok nhé. GMD phiên mua ngày hôm qua. Hôm nay cũng có thể mua được. Nắm giữ ok anh chị nhé rất nhiều cổ phiếu cho để mua được, hát này cũng nói rất là nhiều rồi, đúng không? Hiện nay thì nó khá xa nền một chút rồi, thì các anh chị ưu tiên nắm giữ hơn là mua. SKG OK, SKG nói rất là nhiều rồi, các anh chị nắm giữ OK nhé, chưa hình gì cả. DBD này cũng nắm giữ OK nhé, xa nền rồi không mua nữa nhưng nắm giữ OK này. BFC nắm giữ OK này, Đấy, dpm uh, thậm chí vẫn có thể mua được, anh chị em vẫn có thể mua được, nắm giữ thì rất OK. DCM hôm nay mua được nha, anh chị nhé vẫn khá gần nền mua được DGC là một cổ phiếu cũng rất là thành công trong cái nhịp vừa qua Các anh chị có thể nhìn thấy cái danh mục DGC là chúng ta đã nói đến từ ngày nào nhỉ Từ ngày đây 22 tháng 3 Đấy là chúng ta rơi vào tập bởi vì thực ra nó đã chạy trước rồi nhưng lúc đó cái nhóm ngành nó chưa mạnh chúng ta chưa cho vào đây nhưng mà các anh chị nhìn trong danh sách cổ phiếu ok đã có sẵn rồi Đấy, PLP hôm qua có anh chị nào hỏi có vấn đề gì không? Hôm nay nó lại trở về lại trần đúng không ạ? Rất là đẹp, nằm giữ ok nhé DPR ok, nắm giữ ok nhé Đấy, PLC ok, thậm chí có thể mua được, tất nhiên cổ phiếu này thì không phải quá đẹp Nhưng mà ok LTG ok nhé, nằm giữ Các anh chị có thể mua từ thời nó kiệt vôn ở đây này Nên Nó là cổ phiếu kiệt vôn Các anh chị nằm giữ ok HMC ok nhé Các anh chị nắm giữ thôi không mua nó xa nền PAS này thì không phải cổ phiếu mạnh Nhưng mà nó lừa khử nó bò lên Thì các anh chị nó nắm giữ thì Thì nắm giữ thôi nhưng mà cơ hội nó không nhiều lắm Ở IDI này các anh chị thấy nó cũng chạy rất là mạnh Nắm giữ ok CMX thì các anh chị thấy nó cũng là cổ phiếu Chạy rất là tốt nắm giữ ok nó nhiều thế nhỉ, nhiều cổ phiếu mà kim cương ấy nhỉ, VHC, VHC cũng nói đến rất là nhiều, hiện nay đang chạy rất ok, các anh chị nắm giữ ok nhé hôm trước là chúng ta tưởng là nó chạy nước rút nhưng mà nó có một cái chỉnh như thế này thì có thể nó sẽ chạy nước rút ở những cái phiên sau nó chưa chạy nước rút đâu nó vẫn chạy lên được ACL ok nhé nắm giữ ok không mua nữa sa này thì uh, tài khoản nó hơi thấp nhưng mà đồ thị như này nó vẫn lên được lv thì ok nhé các anh chị nhé các anh chị nắm giữ ok nhé ctf nó là khối lượng ở đây thì nó nhìn nó không đẹp nó thể hiện cái tính chất bo cung. Anh chị nhé, nhưng mà nắm giữ thì cũng được. ấy, X thì là đang chạy, nắm giữ ok nhé. Phiên này điều chỉnh khối lượng thấp không vấn đề gì cả. HTG ok nhé, nắm giữ ok không mua nữa xa nền rồi. TNG ok hôm nay có thể mua được. PNG thì uh, hơi lẳng một chút nhưng các anh chị nắm giữ được, ok. GIL này hôm nay có thể mua được nhé, cũng khá là gần nền. HDA thì uh, chạc này thì nó không đẹp lắm nhưng mà nói chung cơ hội thì nó không nhiều cơ hội không nhiều nó giống như cái cổ phiếu pass lúc nãy ptb thì các anh chị chạy thấy chạy nó rất ổn đúng không sau khi vượt nền này đấy ok nhé các anh chị nắm giữ ok vto này thì ok các anh chị nắm giữ nó cũng lên được không phải quá đẹp nhưng nắm giữ ok đấy, kdm này thì nắm giữ thôi thanh khoản nó rất bé không mua được vc 9 với cổ phiếu xây dựng này thì nó, nó hơi khó mua bởi vì thanh khoản nó rất là thấp nhưng mà các anh chị nắm giữ thì cũng ok đấy UDC này thì vẫn đang lên tốt này HTN lên tốt này đấy, PC1 ok lên tốt nhé các anh chị Bùng nổ hôm qua này Ok đó là các cổ phiếu kim cương Ngoài ra một số cổ phiếu bên dưới này thì cũng được Thì các anh chị nắm giữ đều ok CTC, VPG này RE này ok này nhá Đều rất ok đấy DB này ok này AIB này ok này FMC này ok này bùng nổ vượt nền này đây chỉnh của lượng thấp chung nhiều cổ phiếu ok lắm PPP này ok này JVC này ok này CTR ok này PCG này ok đó đó thì đó là những cổ phiếu cơ bản thì các anh chị có thể nhìn ở đây để các anh chị nhìn trong giai đoạn thị trường lên tốt thì rất là nhiều các cổ phiếu kim cương và rất nhiều các cổ phiếu có thể giúp chúng ta kiếm tiền cách dễ là rất là dễ dàng nhỉ nhé cái chính là các anh chị chúng ta phải chọn được một cái điều kiện thị trường chung tốt chọn được cái một cái nhóm ngành tốt và chọn được những cái cổ phiếu kim cương thì nó sẽ tiếp tục tỏa sáng thôi. Thì đó là các cái thông tin mà nhận định uh, của cái phiên uh, giao dịch uh, ngày hôm nay là 29 và nhận định cho ngày 30. Uh, thì mình cũng thông qua những cái nội dung hàng ngày thì cũng rất muốn truyền tải đến các anh chị một cái cách tiếp cận về đầu tư chứng khoán. Chúng ta hãy quên đi, quên đi những cái thứ mà các anh chị đi tìm những cái tin đồn, những cái sự bí mật hoặc những cái công thức gọi là giống như kiểu là uh, một cái gì đó mà nó thân bí để mang lại cho các anh chị một hai cái sự may mắn trên thị trường chứng khoán không có đâu chúng ta đều phải dùng gọi là những cái công thức về mặt toán học có đúng có sai chọn 10 cổ phiếu sẽ phải đúng năm và sẽ phải sai năm nhưng mà đúng cho chúng ta lợi nhuận và sai chúng ta sẽ phải sửa và chúng ta cần có một cái phương pháp đầu tư định lượng anh chị nhé đây không phải là phím hàng đây là chia sẻ với các anh chị một cách tiếp cận đầu tư thôi thì hy vọng là các anh chị sẽ uh, có những cái thông tin hữu ích cho hoạt động đầu tư của mình và các anh chị. Đã, là có thể chia sẻ kênh với những người quan tâm chứng khoán để giúp cho những người đó có thể phần nào thay đổi cái cách tiếp cận đầu tư để mang lại cái hiệu quả hơn trong cái kết quả giao dịch của mình thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh các anh chị đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ kênh cảm ơn các anh chị